Vào trung thu 15 năm trước, em cùng đám bạn đi khắp phố phường. Vào trung thu 2021, em muốn quay lại về nơi cố hương, nơi chứa đựng hồi ức tuổi thơ của cánh diều giấy chiếc đèn ông sao, nơi không có những điều than thở của tuổi trưởng thành và không sống ảo, nơi có những câu chuyện cổ tích mà em hay kể vào giấc ngủ trưa, đều là những câu chuyện cũ đích nhưng em vẫn thích muốn ba kể nữa, giờ có muốn cũng không thể nữa. Dòng thời gian không thể sửa được tua ngược về ngày thơ bé, em sẽ không bao giờ mong ước là mình nhanh lớn nữa để khỏi ngỡ ngàng ngã ngửa. Vào đêm trăng rằm, cả một đám thắp sáng một vùng, với chiếc đèn lồng trên tay như đèn đom đóm tia sáng gặp cùng. Và tụi em hát vang ca khúc là Tết Trung Thu xách đèn đi chơi. Có nhiều đứa mẹ bắt ở nhà, ôi thôi đó cũng là do ý trời. Gió thổi tắt một chiếc lồng đèn, cả đám tụm lại cùng mồi lửa. Trung Thu từng vui như thế đấy, nhưng đó chỉ là câu chuyện hồi xưa. Trẻ con hiện đại ôm chiếc điện thoại và mình trong thế giới ảo chật hẹp. Nếu ai có kỷ niệm như em thì mình đã có tuổi thơ thật đẹp, thật là đẹp.